anh chị nhìn à, cái con suối này mình có mê có thích không ạ Đó. nước chảy mà đá mòn tạo dựng cho mình một cái kiệt tác của thiên nhiên suối mà giờ thành à, một cái dòng thác nhỏ anh chị ha nước chảy rất là nghe rất là thích thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã láng lớn thuyền châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu muốn gửi đến cho anh chị một cái khu nhà vườn view suối và vườn cây ăn trái có sẵn nhà mát rồi chòi mát một số tiểu uh, cảnh như là cối xoay gió rồi uh, guồng nước rồi ao cá đó thì uh, tổng diện tích của cái uh, thửa đất vườn ngày hôm nay tài muốn giới thiệu là 4913 m2 trong đó cái uh, khu nhà vườn nghỉ dưỡng của mình thì chưa có thổ cư đất thì quy hoạch là đất trồng cây lâu năm và cái, thử, cái khu nhà vườn của mình đường thì đường vào tới đất hơn chị ha được à, một ưu điểm là mình có một cái dòng suối rất là đẹp một cái dòng suối khá là hiếm ở khu vực huyện châu đức đó và phía bên kia thì à, nguyên một vườn cây ăn trái nào là măng cục chôm chôm xoài sầu riêng Nói chung là cái ăn trái là đủ loại luôn anh chị. Và chủ cũng đã tạo dựng cho mình một cái khu nhà vườn, nói chung là sơ sơ. Đó. Anh chị mua về thì mình có thể là mình tạo dựng thêm một số cái hạng mục công trình. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay để biết về thông tin chi tiết cũng như là giá cả của cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng ngày hôm nay ha trước tiên thì tài xin giới thiệu về kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú cũng được nắm bắt về cái thông tin về giao thông cũng như là những cái khu tiện ích ở khu vực này anh chị ha thì cái khu nhà vườn của mình nằm trên một trục đường bê tông lầu giới thì rộng tầm khoảng là 4 cho đến là 5 mét và trước đường của mình thì có dây wifi cũng như là dây điện anh chị di chuyển thẳng theo cái trục đường bê tông này tầm khoảng là 200m thì mình sẽ ra tới khu tiện ích mua sắm và cũng như là mình sẽ ra tới trung tâm của xã Lăng Lớn ở đó thì mình có chờ ủy ban dân xã nhà thờ giáo sứ trường học và ra tới đầu đường là mình sẽ ra tới trục đường chính Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình một hướng thì mình sẽ về Sa Ban còn hướng ngược lại thì anh chị sẽ di chuyển về quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha và ngay cái khu vực của mình thì uh, di chuyển tầm hai ba chục mét thôi là khu dân cư ở rất là đông anh chị và cái con đường đi vào đất của mình thì hai bên uh, trồng rất là nhiều vườn cây ăn trái như là sầu riêng và bưởi ha tiến vào trong thì chủ đã xây cho mình một cái cổng rào Đó, hai bên thì cũng đã làm cột cổng ở trên thì cũng có hệ thống giám sát camera an ninh giám sát anh chị ha và xung quanh cái khu nhà vườn của mình thì chủ đã xây tường bao lên bằng gạch lóc Đó, cũng làm những cây trông cũng rất là kiên cố ở dưới thì đổ đa kiềng ở phía trước thì cũng có một cái dòng suối nhỏ chảy chảy ở phía trước cái đường đi vào của mình tiến vào trong thì có những cái hàng cái câu câu kiển và ngay cái khu vực này thì chủ cũng đã làm một cái ba cái cục đá nữa chị sau này giống như mà mình sở hữu về mình muốn đặt tên cho cái khu nhà vườn của mình tên gì thì mình có thể là kêu thờ vào để người ta cắt người ta chàm cái tên anh chị ha cái cành phía bên tay phải của anh chị nó từ ngay cái cổng đổ xuống dưới suối là dài tầm khoảng là 105 m anh chị ha và cái mặt tiền ở sau suối của mình thì tầm khoảng là 100 m hơn đó. ở đây thì có một số cây ăn trái như là đây có một cây dừa rất là tốt anh chị và măng cục chanh đó. phía trên này thì cái thế đất của mình nó cao đó. nên chủ thiết kế cho mình ở trên này là một cái quả à, xin lỗi chị là một cái làm kiểu giống như một cái đồi anh chị ha ở đây thì có hai cây tùng rất là đẹp ha đó, tạo dựng cho mình một cái hàng đá đó. măng cục là đá phần và chủ cũng rất là tinh tế làm những cái mương thoát nước, những cái hệ thống mương thoát nước anh chị ha, những cái mạch nước ngầm hoặc là khi mà nước mưa lớn, khu vườn của mình đầy nước ấy, thì nó sẽ chảy xuống cái mương đó và và đổ ra tới ngoài suối anh chị nha. ở đây thì mình có một số cây Sambuche rồi cây này là cây chùm ruột, sari và phía bên kia là một cái hàng dừa đó. đánh giới của mình thì xung quanh chủ đã xây tường bao hết rồi về phần đánh giới thì anh chị khỏi phải lo ha đó. cái thổ nhưỡng cái thổ nhưỡng của cái loại đất này trồng cây trái rất là tốt anh chị nhìn thấy những cái trái cây những cái trái mít ha cũng được bao bọc rất là kỹ hiện tại thì cái khu vườn này cũng có người chăm nên anh chị nhìn thấy là rất là sạch sẽ và rất là gọn gàng ha những cái cây măng cục thì đang cho trái nên chị ở đây thì có hai cây à, vú sữa hoàng kim và nguyên một hàng dừa cho trái rất là nhiều đất của mình thì cái cái khoảng ở phía bên này thì nó bằng Đó, và phía bên kia thì có một cái khoảng cao nên chủ cũng tạo dừng cho một cái khu nhà vườn của mình rất là hài hòa, rất là đẹp anh chị Đó, di chuyển tới đây thì mình sẽ có một số cây ăn trái nữa Đa phần thì tài thấy là măng cục thì là phần nhiều anh chị ha Chủ thì đang trồng dặm một số, à, thêm một số cây ăn trái khác Đó, trên đất của mình thì chủ cũng đã lắp hệ thống tưới bét, tưới tự động Đó và những cái bồn cây ăn trái này thì chủ cũng bỏ những bao phân để cho nó phát triển cũng như là tươi tốt anh chị ha. Ở đây thì mình có một cây nhãn ha Cây nhãn thì đang cho bông và cho trái luôn. Đó. Tới ngay đây là mình hết cái ranh đất của mình. Đó. Từ ngay cái cổng đổ về đây thì tầm khoảng là 97m anh chị ha. Và cái cạnh bên kia là 104m xuống đây thì có một cái con suối, tài là tài kết những cái lô đất mà suối chảy, nước chảy qua năm và đặc biệt là suối đá anh chị ha. Suối rất là rất là đẹp luôn. À. Hàng dừa rồi trồng dặm một số cây sầu riêng nữa anh chị. Rồi chôm chôm. Ở đây thì chủ làm một cái vàng để cho cây táo leo nè vàng táo đang leo ở trên vàng anh chị ha rồi tới đây thì mình có một số cây sầu riêng cũng mới trồng được là một hai năm đó, anh chị nhìn thấy xa xa là mình có một cái nguồn nước cái nguồn nước này thì khi mà đủ nước á, thì nó sẽ xoay và dẫn nước vào tới cái hồ cá ở phía bên trong tí nữa Tài sẽ quay chi tiết cho anh chị và cô chú xem ha đó đứng ngay đây thì mình cũng nghe được cái tiếng suối chảy nhưng mà khi mà vào quay á tài uh, sử dụng mic lọc anh chị ha nên uh, anh chị cũng không nghe được cái dòng suối chảy đâu ha tại vì chảy rất là to và khi mà tài uh, review á tài giới thiệu á sẽ không uh, anh chị sẽ không nghe được cái dòng của tài ha nên tài sẽ lọc cái tiếng suối chảy bớt Đó, ở đây thì có một cái mừng nè cái mừng thì uh, nói chung là cái vườn cái khu nhà vườn này cây ăn trái nào cũng tươi tốt và xanh tươi hết anh chị. Đó. và xung quanh thì chủ cũng đã lắp trang bị một số cái đèn năng lượng chiếu sáng để ban đêm thì mình cũng đủ ánh sáng để cho cái khu khu nhà vườn của mình giếng khoan là đầy đủ và ở đây thì có một cái giếng khoan do nước mạch rất là nhiều nên nó cũng hay phun lên anh chị ha. khi mà mình bật tưới thì nếu như mà nó càng cái giếng thì nó sẽ hết hết phun nước còn mà mình không tưới thì khi mà nước mạch ra đầy quá thì nó sẽ dâng lên nó làm giống như là hiện tượng là giếng phun đó anh chị đó. ở đây là cái hệ thống quần nước đó. À, hai anh hai cái anh mà coi cái mảnh đất này đang dòng rác để cho cái cuồng nước hoạt động anh chị ha mưa lớn suối rác chảy xuống dính ngay cái chỗ cái hồ hệ thống motor nên giờ phải vệ sinh để cho cái nguồn nước xoay Ở đây thì có một cái BBQ ngoài trời nữa anh chị Và anh chị nhìn thấy nguyên một bạc rau muống rất là xanh tốt đúng không ha Có một cái nhà kho để bỏ những cái dụng cụ làm vườn Đó cái mà cái nguồn uh, nước đó quay là những cái ống nước ở trên anh chị sẽ đổ vào cái máng và cái máng nó sẽ truyền vào ở phía trong cái ao cá của mình. Đó. Hồi trước ở ngoài tây nguyên ấy, thì tài thấy cái nguồn nước này người ta làm bằng tre nhưng mà bữa nay uh, vô đây thì cái anh chủ đất này anh uh, cải tiến hơn anh làm uh, bằng sắt luôn anh chị ha. cái uh, phía sau của cái uh, suối của mình thì chủ đã đổ đạc kiền chân đế cũng như là ở phía trên và cũng như là đổ bê tông tay nên uh, khi mà nước lớn á, cũng không sói cũng như là không dâng vào cái uh, vị trí của cái khu nhà vườn của mình được anh chị ha Đó, xung quanh thì đã xây uh, tường bao hết rồi ở trên này thì uh, có một cái nhà vệ sinh rồi có một số cây bàn cây bằng lăng rất là đẹp cái bằng lăng này bằng lăng tím anh chị ha rồi ngay đây thì có một cái chòi lục giác Đó. cũng có một cái bộ bằng ghế để cho mình nhậu nhẹt ở khu vực này Đó. cũng như là ngắm được cái quang cảnh ở cái con suối. Con suối này cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Và khi mà vào quay á mấy người dân cũng như là mấy cái anh mà coi trong cái khu vườn này anh chị ha. Nói cái suối này nếu mà khi mà nước cao một tí xíu nữa cá với lươn là rất là nhiều luôn anh chị. Đó. Cái khoảng ở dưới ở giữa suối có một cái cái khoảng chờ đó là sau này à, chủ thiết kế là một cái con cầu bắt qua và làm một cái nhà mát thêm ở bên đó nữa anh chị ha. Và tạo dựng cho xây dựng thêm một cái nhà mát nằm ở giữa suối ở giữa cái suối đó luôn. Ở đất của mình thì một cái khu vườn rất là đẹp. Nếu như anh chị mà sở hữu cái này về mà mình làm một cái khu sinh thái hoặc là anh chị làm một cái nhà hàng một cái quán nhậu có một cái view à, sát suối thì tài nghĩ cũng khá là hợp lý ha ở đây có một cái cây lọc vừng này để tài ra đây tài quay cho anh chị xem ha ở đây thì chủ đã có bỏ sắt chờ đây Đó. sau này thì nối sắt và kéo qua anh kia là một cái cầu Bắt ngang qua bên đó anh chị ha Suối à, rất đẹp luôn à, Anh chị nhìn thấy suối không Người ta nói có câu đúng hay Đó là Nước chảy đã mòn Thì à, Khi mà nước chảy quá quá là nhiều và rất là mạnh thì những viên đá này cũng rất là nó sẽ bị mài mòn và tạo cho mình một cái kiệt tác thiên nhiên đó là giống như một cái thác anh chị ha. Đó, rất là đẹp. Nước chảy rất là xiết ha. Bên này thì có một cái nhà nhà làm thiết kế bằng gỗ anh chị ha. À, và ở trên thì cũng uh, lợp bằng uh, tôn nhưng mà tôn xi măng. Cũng uh, rất là hài hòa với là thiên nhiên à, xung quanh đất của mình thì chủ đều làm cái hệ thống mương thoát nước này anh chị nha để những cái mạch nước ngầm cũng như là những khi mà trời mưa nước lớn thì sẽ đổ vào những cái mương này và sẽ thoát ra cái suối ở phía sau à. ở đây thì có một cái nhà ở trên thì làm bằng tre và bằng gỗ Của xưa Rồi lợp bằng Tôn xi măng Có một cái Phòng để nghỉ ngơi luôn anh chị Và tiếng nuôi sau này Là cái khoảng không gian Nhà bếp Để bếp ga, rửa chén Những cái dụng cụ Nói chung là Chủ cũng Làm một cái khu này rất là đẹp Xung quanh thì cũng đã làm những cái những cái cây sáo khi mà mưa tạt thì có thể là mình thả xuống ha. Còn ở đây thì tạo dựng một cái hồ cá xung quanh bằng đá luôn. Đó, ở dưới thì cũng đang nuôi cá luôn anh chị. Đó, trên này thì có một cái khoảng không gian đó là ối xoay gió của xe gió này sau này mà nếu như mà trồng những cái mảng cỏ kim đó, mình tạo thêm một số cái mảng xanh nữa là mình sẽ có một cái khu để mình check in mình chụp hình cho những chị em phụ nữ luôn anh chị ha đa phần thì măng cục tại thấy măng cục thì cũng đang cho trái cũng có một số trái đang chính ha và khu vườn này thì những cái loài cây ăn trái thì nhìn thấy là rất là tốt rất là xanh mướt luôn bước vào đây thì cảm giác của mình rất là thoải mái Đó. tiếng suối chảy và gió thổi ha Đó. ở đây thì có một cái cây cây cóc cái thế cũng rất là đẹp anh chị ha Đó. Rồi tổng quát cái khu nhà vườn và những cái tiểu cảnh Tài cũng đã quay rất là chi tiết cho anh chị và cô chú cùng xem tổng quát rồi đó ha. Bây giờ thì Tài sẽ cung cấp cho anh chị sổ sách bản tết quy hoạch và sau đó Tài sẽ gửi một số hình ảnh phơi lấy cam để cho anh chị và cô chú cùng xem. Rồi trước tiên thì Tài sẽ cung cấp một số hình ảnh lây cam ở trên cao cũng như là sẽ di chuyển lây cam ra những cái trung tâm tiện ích mua sắm ở khu vực này để cho anh chị và cô chú xem rõ xung quanh cái khu nhà vườn của mình có những gì và tiện ích như thế nào sau đó tài sẽ cung cấp à, sổ sách và cũng như là báo giá cho anh chị và cô chú nắm luôn ha đó, từ trên cao thì anh chị cũng nhìn thấy cái dòng suối của mình nước chảy rất là đẹp đó, nước chảy rất là xiết ha và gần đây thì cũng có một cái điểm khu du lịch cũng rất là nhiều anh chị em bạn bè à, cuối tuần cũng à, về đây check in cũng như là giải trí nghỉ ngơi đó là suối cam anh chị ha và từ cái vị trí cái à, khu nhà vườn của mình mà di chuyển tới suối cam thì rất là gần đó, tầm vài trăm mét thôi và từ cái khu nhà vườn của mình mà anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về xem thì mất khoảng tầm là 62 km ha và cách biển Vũng Tàu thì mất khoảng tầm là 45 cho đến là 50 km và từ cái khu nhà vườn của mình mà sau này anh chị sở hữu về mà có nhu cầu đi biển như là biển Hồ Tràm, suối nước nóng Bình Châu thì mất khoảng tầm là 30 km ha đó, từ trên cao thì anh chị cũng nhìn thấy được cái hình dáng của cái thửa đất vườn của mình. Đó. Cái mặt tiền ở phía sau suối thì hơn 100 mét anh chị nha. Đó. Nói chung là chủ cũng đã tạo dừng cho mình một số hạng mục công trình. Như là có nhà mát, rồi có tròi lục giác, rồi có vườn cây ăn trái. Anh chị sẽ ủ về thì nếu như mà mình muốn tạo dựng thêm những cái hàng một công trình như thế nào theo cái ý tưởng của anh chị thì anh chị thiết kế thêm ha tại vì cái khu nhà vườn của mình đất còn rất là rất là nhiều Đó. đó. từ trên cao thì anh chị cũng nhìn thấy là phía xa xa trên góc màn hình đó là trung tâm của xã Lăng lớn rồi ở đây thì nói về khí hậu thì cực kỳ là mát mẻ rồi anh chị xung quanh thì anh chị nhìn thấy nhà vực cái mảng xanh rất là nhiều và đặc biệt những cái lô đất những cái thửa đất vườn mà view hồ view suối thì là rất là mát mẻ ha Đó, anh chị và cô chú nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm một cái mảnh đất mà view suối đá đã tàu dựng sẵn có vườn cây ăn trái thì à, xem lô này mà phù hợp thì liên hệ cho tài thì tài cũng à, báo giá để cho anh chị và cô chú cũng được nắm về giá cả của cái lô đất này luôn đó, ha hiện tại thì chủ đang gửi bán với giá là 16 tỷ giá này thì à, có bớt nhẹ thôi anh chị ha đó. chủ đang làm nhưng mà giờ cũng trục trặc về à, kinh tế cũng như là một số à, công việc nên chủ cũng đành bán đi anh chị ha. Nếu như anh chị có chú nào mà có thiện chí thì liên hệ cho tài, tài sẽ tư vấn cũng như là anh chị về xem đất thì tài sẽ dẫn anh chị đi vào xem thực tế cái cái thửa đất vườn của mình ha. Rồi, bây giờ thì từ cái vị trí đất Tài sẽ di chuyển ra những trục uh, đường chính, cái nối giao thông cũng như là quay cái con đường đi ra để cho anh chị và cô chú cùng xem. Trục đường của mình thì uh, đường bê tông, xe ô tô uh, 4 chỗ 7 chỗ hay là xe tải gì là di chuyển thoải mái anh chị ha. À, ra phía nói chung là sát cái uh, nhà vườn của mình thì uh, có dân cư ở nè phía trên này thì cũng đang tạo dựng một cái nhà vườn nghỉ dưỡng Đó, di chuyển tầm khoảng là hai ba trăm mét thì mình sẽ ra tới trục đường chính mỹ xuân ngã giao hòa bình và ra tới đây thì mình nói chung ra tới đầu đường thì mọi cái tiện ích tiện nghi à, những cái nhu cầu về đời sống của con người thì xung quanh ở đây thì nói chung là đầy đủ hết chờ trường học rồi những cái tôn giáo ủy ban dân xã lăng lớn lớn thì đầy đủ khu vực này thì ngay trung tâm là anh chị Đó. di chuyển thẳng theo trục đường này thì anh chị sẽ chạy về sở ban để đi về long khánh ha còn tới ngay cái ngã ba mình rẽ qua hướng bên tay phải thì mình chạy về trung tâm của thị trấn ngã giao thì từ cái vị trí của cái thửa đất vườn của mình thì di chuyển về tới trung tâm của thị trấn ngã giao thì mình di chuyển tầm khoảng là 8 km ha và di chuyển về tới khu nghiệp Sơn Châu Đức đồi cầu suối nghệ sân Gôn Châu Đức thì mình di chuyển tầm khoảng là 12 cây ra tới đây thì chờ đò đầy đủ rồi còn di chuyển hướng lại thì anh chị sẽ ra tới cầu sông xoài và di chuyển thẳng theo cái trục đường võ văn kiệt thì mình sẽ ra tới quốc lộ 51 để đi về thành phố hồ chí minh từ từ cái vị trí của căn nhà vườn của mình mà di chuyển về tới quốc lộ 51 thì mất khoảng tầm 15 cây anh chị ha. Đó. Phía xa xa thì anh chị cũng nhìn thấy đó là hồ đá bàn ha. À, xin lỗi anh chị là đây là hồ đá đen. Đó, một trong những cái hồ cung cấp nước sạch cho toàn bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Rồi thì bây giờ xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái phần sổ sách cũng như là vị trí ở trên phần Google Maps sau đó tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một phòng ở phía dưới ha để cho anh chị nhìn cho nó rõ ràng hơn. Cái khu nhà vườn của mình thì gồm hai sổ, đây là sổ đầu tiên, diện tích của mình là 962,5 m2, hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2064 anh chị ha sổ của mình thì cấp đổi ngày nói chung là năm 2022 và đây là cái sổ thứ hai hai sổ thì liền kề với nhau 3951,2 m vuông hình thức là sử dụng riêng mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm và thời hạn sử dụng của cái sổ này thì đến năm 2043 thì đến năm này, năm này thì anh chị mang sổ đi gia hàng thêm cái thời gian sử dụng đất ha rồi còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất đất của mình thì anh chị cũng nhìn thấy khi mà tài quay thì xung quanh đã xây tường rào rất là kiên cố đó ha và đất của mình thì nói chung là khi mà tê, trên cái bản test quy hoạch đó, đó thì nó sẽ bị dính một tí xíu về cái quy hoạch là suối khen ngồi sông suối ha đó sau này thì có một cái tuyến đường mở rất là gần với là cái trước đất của mình, đó. Và sau này thì anh chị cũng nhìn thấy là khu này sẽ làm một cái khu bằng cờ, đó. Đây thì có trạm y tế xã lăng lớn rồi. Nói chung thì ngay trung tâm rồi anh chị, đó. Ở phía trên thì có suối đá lớn lớn, đó. Nói chung ngay cái vị trí mà ngay cái chỗ suối này thì là anh chị cũng nhìn thấy là chủ đang thiết kế một cái cái nhà tròi ở phía ngoài đó ha đó. nói chung đất của mình thì nó bị dính một tí xíu còn đây là vị trí ở trên phần Google Maps cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối cái số điện thoại của ta tài. tài sẽ gửi thông tin sổ sách bản thân quy hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị bảo chú tiền đo được vị trí anh chị đang sinh sống và tới cái vị trí khu nhà vườn cần bán là bao xa ha đó trên vệ tinh thì anh chị cũng nhìn thấy là hình dáng của thửa đất của mình nè ở ngoài này thì cũng có một cái không gian ở giữa cái suối luôn ha đó. nói chung là tạo dựng như thế nào là vệ tinh cũng hiển thị như vậy ha đó. di chuyển ra tới đây thì ngay trung tâm của xã lớn lớn rồi anh chị ở đây thì quán ăn ở những cái khu tiện ích thì anh chị mình thấy đó đầy đủ hết đó. Ở khu vực này thì gần với suối đá suối cam của du lịch Cư rinh anh chị di chuyển ra tới đường võ văn kiệt và chạy thẳng một đường thì mình sẽ ra tới ngã ba mỹ xuân ra tới đây thì mình sẽ cứ men theo tuyến đường quốc lộ 51 và đi lên nút giao cao tốc long thành dầu dây để đi thành phố hồ chí minh ha nói chung nếu như anh chị ở quận 2 á, mà di chuyển về đây thì tầm khoảng là một tiếng 15 phút là tới rồi. Nói chung cái vị trí đó của mình thì đi thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện ha rồi bây giờ thì tài sẽ di chuyển uh, từ đất đi ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú cùng xem cũng như là mình coi được cái mật độ kinh doanh buôn bán rồi những cái khu trung ích ở phía dưới rồi. đất thì hình dáng rất là đẹp Đó, ra tới đây thì anh chị cũng thấy nhà dân này. Đó. đường của mình thì nói chung là xe đi thoải mái anh chị Đó, sắp đến thì những cái tuyến đường này nhà nước thì cũng sẽ tạo điều kiện nâng cấp mở rộng thôi anh chị ha chà đầu đường thì có một cái một trang trại vịt luôn anh chị Đó nếu như mà có bạn bè mà về đây thì mình ra đây mình bắt con vịt xong là mình vô đó là mình nướng chao nhậu luôn là đi luôn anh chị ha ở à, tuyến đường này thì nhà nước cũng đã trồng trụ điện rồi đó. sau này nếu như mà dân ở phía trong mà hiến hiến thì cũng sẽ làm đường ha còn phía ngoài này thì nhà dân hai bên đã cố định rồi thì mình làm theo cái lộ giới có sẵn đó, ra tới đây thì mình di chuyển thẳng thì mình sẽ ra tới cầu sông xoài để đi về thành phố hồ chí minh Đó, anh chị cũng nhìn thấy ha, mật độ kinh doanh buôn bán ở khu vực này thì rất là tấp nập những cái tiền nghi tiền ít thì không thiếu bất cứ cái gì anh chị ha Đó, chạy tầm khoảng 50 chục mét nữa thì mình sẽ tới chợ lăng lớn Đó, tới đây là mình tới ngay chợ lăng lớn rồi nên anh chị khu vực này thì về tiền ít mua sắm cũng như là những cái trụ sở cơ quan nhà nước thì đầy đủ rồi. Đó, đây thì có một cái đường để mình vào chờ này. Đó, tới đây thì anh chị di chuyển thẳng thì mình sẽ về tới ủy ban nhân dân xã cũng như là nhà thờ. Còn di chuyển hướng này thì anh chị sẽ về tới ngã giao ha. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu à, thử đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cũng cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay. Thấy video hay bổ ích thì để lại cho tài xem một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để giúp kênh của tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Kính chúc anh chị cô chú xem video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất đầu tư đúng hướng và khởi sinh từ vượng ha anh chị có chú nào chưa đăng ký kênh thì cho tài xin một lượt đăng ký kênh cũng như là bấm cái nút chuông để khi mà tài xuất video sẽ thông báo tới cho quý anh chị xem ha rồi một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị của chúng